Đâu, chào mọi người nha. Hôm nay mình quay về sửa cái nồi cơm điện đó mọi người. Mình mới nhận cái nồi cơm điện này. Nồi này thấy đẹp đẹp nên mình quay lại luôn. Shogun. Như nồi này thì chủ nhà báo liên liên mọi người. Cái nồi này nó hay hư tại vì cái nồi này nó hư, nó hay hư cái cầu chì, mà cái cầu chì nó dễ sửa nên là mình quay lại. Cho ai mà muốn tò mò hoặc là muốn sửa tại nhà luôn cũng được. Cái nồi này thì thường thường người tháo cái con ốc là tháo ở dưới đáy nồi này. Cái này mình có làm vài video rồi. Nhưng mà nồi khác. Mình tháo con ốc đáy nồi ra này. Có những nồi thì tháo bên hông. Mình quay một tay nó hơi vướng nhá. Để nồi nghiêng này. Xong mọi người lấy cái khớp tay đập một phát, đập chéo này này. Rồi mình lấy chân mình kỳ xong mình đập ra. Đó, chặt như vậy nó ra. Chặt mình mạnh tay đi cũng được, không sao đâu. Cái nồi này đây còn đồ cầu chì nằm ngay đây này. Cái nồi này thường thường nó hay hơn cầu chì. Mình kéo cầu chì. Cái nồi này như nồi này thì sử dụng hai con cầu một con giờ le nhiệt và một con cầu chì đó mọi người. Con giờ le nhiệt này thì khi nóng quá nó cũng ngắt ngắt. Khi nằm nguội lại thì nó tự bật lại. Nếu mà đấy là trường hợp nó đang tốt. Còn khi nào mà nó chết luôn thì nó không tự bật lại được. Vậy thì hai cái nồi này mình nghi thì nó chết một trong hai cái này rồi. Đồng hồ mình đang báo kim kìa. Chứng tỏ con giờ le nhiệt đang tốt. Hai cái cầu chì này này. Cầu chì này thì đo từ chân điện, từ chân cái nguồn cái rắc cắm vào này, từ chân dây đỏ này vào đến chân này. Đây, cầu chì đây. Nó thông mạch. Chết rồi mọi người này. Không lên này. Vậy là chết con này, con cầu chì nó hay bọc ở trong cái này. Nó hay bọc trong này là con cầu chì. Chút điện gì ta, điện rồi. Đây mọi người. Rút ra này con cầu chì này, mình vừa rút ra đấy nhá. Nó phải nó tụt nó đụng mình mới rút ra đấy. Đây. Rút cái bọc này ra thì con cầu chì nằm trong này. Con này chết rồi. Mình vừa đo không có thông mạch. Kim đồng hồ mình thử đo chạm nhau, chạm kim vào nhau đồng hồ báo còi và lên kim này. Đo này, không có lên gì hết. Con này thì đối với nồi này thì mình đấu tắt cũng được. Tại vì thứ nhất là tại sao đấu tắt, mình nói đấu tắt cũng được. Tại vì nó có một cái giờ lên nhiệt ở đây rồi. Con này là con giờ lên nhiệt, nóng quá con này nó cũng nhảy à. Nên là mình đấu tắt con này cũng được. Mọi người có thể thay bằng con này bằng một con khác. Mua ở ngoài tiệm bán đồ điện, điện tử, điện lạnh nó hay bán cái này. Điện cơ cũng bán cái này. Nhưng mà cái này nó cũng dễ chết lắm mọi người. Tốt nhất mọi người thay luôn. Theo như ý kiến của mình thì mọi người nên đấu tắt nó luôn. Khỏi cần phải phải nữa. Khỏi cần phải lắp một con khác nữa. Như mình làm, bây giờ mình làm này. Không người quay video nên mình làm bằng tay xong mình quay lại nữa. Mình cắt con cầu chì thì mình xoắn cái dây cái mình xoắn dính trực tiếp với nhau luôn mọi người. Quấn lại với nhau là được, xong mình tút mình bọc cái này vào là được. Ok. Cái này mình để tự do luôn, mình không để quấn vào kia nữa. Để nó tiếp, nó tiếp vào cái sắt, nó dễ bị nóng nên là vứt luôn. Lắp lại thì cái lỗ mà lỗ ốc này sẽ vào cái chân cái ốc này này, cái khe này này. Tối quá. Tối quá rồi. Anh. Vì sao? Mang tháo chưa đây? Anh tháo ra anh nhìn hết rồi. Cái này thì chưa. Nếu mà cái của anh ấy tháo ra anh nhìn hết rồi. Cái này chưa tháo phải không? Ừ. Ok. Là do cái điện thế á, nó bữa anh cắm cái đó hay bị lỏng á. Dễ bị chập điện. Chờ một tí. Đây rồi. Mình lắp xong như này. Mình lắp xong như này thì mình cắm điện mình thử. Cái này mình cầm một tay nó hơi khó.
Đây, mình cắm cái lỗ này. Sáng nha mọi người. Bật lên này, bật xuống này. Đó, thì nó hay hư như vậy á. Thì mọi người nha.